50k quất năm lên luôn kìa. Rực rỡ thế nhỉ? Quá ngọt anh em ơi. Anh em nào mà muốn tải game thì link tải với link nhận code miễn phí mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận đấy nhá. Anh em tải game xong liên kết số điện thoại sẽ nhận ngay được 6k8 nha. Sau anh em nhấn vào cái link nhận code miễn phí để nhận code cho anh em trải nghiệm con game nhá. Đã chứ kia lại 6 kìa. Mỗi vào quất quận hai con cao nhất luôn, 1516 luôn này nhỉ. Đã chứ kìa. 56. Sau này thì chỉ có 1 thôi anh em ơi. Nó đang về cầu 11 mà. Nó về 1, nó mà về chặn là chắc nó về 2 anh em. Lẻ thì chỉ có 1, còn bá nữa kìa. À, mình bắt cầu 11 nó về cầu 12 cái thế nhỉ. Đời quá đen. Cầu về 12. Phải nhỉ. Này về 2 tiếp đây. Cầu chắn tiếp nhá. Đấy. Máy thế nhỉ. 600 bá củ nhá. Nhẹ nhàng ngọt ngào anh em ơi. Uy tín chưa? Mới vào xích bò 2 phút đớp 4 củ 2. Đố kiếm tiền con ca win này không hề khó anh em ạ. Vào đây mà non ngày vài trăm một củ là mình thấy quá bình thường. Hãy lấy nắm tiếp đây. Đủ. Má một kia. Mình biết là nó sẽ bẻ con lè mà không ngờ nó về một anh em. Cầu về kìa. 1, 2, 1. Hay thế. Cậu phải như thế này thì thử còn 4 coi. Chẳng lẽ gì cũng ăn anh em. Ăn đu. Vãi lại hai đứa kia. Xấu thế nhỉ. Hãy bay mất gần 2 củ rồi. Đến thế. Để xem nào, cậu về 2, 2, 1, 2. Về 6 không? 6 hay 5 đây? Đấy, 6, 900. 4 củ rưỡi không phải nói nhiều. Đấy, cuối cùng cũng phải đớp được con 6 lấy lại vốn cho anh em. Chứ không làm sao mà chịu nổi. Đấy, mình thấy con Carwin từ đầu năm tới giờ tuần nào cũng có sự kiện khủng khá anh em ơi. Cứ thứ bảy là Carwin sẽ có sự kiện khủng anh em ạ. Giải thưởng tuần nào cũng lên tới hàng trăm hàng tỷ đồng anh em. Lại 6 nữa kìa. Vẫn 900 kìa. Đã thế nhỉ. Đúng một kịch bản luôn anh em. Cầu về quá hay. Chào anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nhé. Chúc anh em may mắn thắng lớn với cả Win 68 anh em ơi. Để xem quả này có đớp nữa không nào. Lên đi. Chả lẽ nó về chắn. Đấy, 800 con nắm nước kia. Vãi thật anh em. Đúng cả Win cả ngày kiếm tiền càng dễ luôn. Vãi chưa. Anh em nào mà muốn tải game thì link tải với link nhận code miễn phí mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận đấy nhé. Để xem nào. Quả này sẽ chơi con lẻ tiếp này. Đấy, nắm nước kia. Vãi thật anh em ạ. Quá ngọt ngào, quá nhẹ nhàng anh em ơi. Cầu về như thế này thì ai cũng chơi được anh em ạ. Về như thế này muốn thua cũng nghe khó anh em ơi. Thôi chắc mình nghỉ anh em ạ. Không nên... Thôi quất tài nữa đi. Quất tài nữa rồi nghỉ nhá. Thắng thua cũng nghỉ này. Má nó về nắm tiếp kìa. Còn bá nó đến thế nhỉ. Thôi chắc mình nghỉ nhanh nhá. Quá đen. Ai cuối tuần vào vốn 50k chốt lãi 12 củ. Thế là cũng an ủi rồi. Thôi mình nghỉ nhá. Chào anh em.